sĩ rất là nhiều. Và cũng như anh sĩ có nói là ngoài những món ăn ngon đến từ ẩm thực hương đồng quê, còn có một món ăn tinh thần nữa, đó chính là những lời ca tiếng hát của toàn thể tất cả quý vị, để góp vui và chúc mừng cho gia đình anh chị có được ngôi nhà mới, một ngôi nhà khang trang. Thì Thiên Kim rất mong toàn thể tất cả quý vị chúng ta cứ mạnh dạn đăng ký những ca khúc mà mình yêu thích nhất. Và một ca khúc yêu thích coi như là một lời chúc tốt đẹp mà toàn thể tất cả quý vị chúng ta dành tặng cho nhau đang có mặt trong buổi tối đêm nay, cũng như là tất cả quý vị chúng ta dành lời chúc tốt đẹp đó cho gia đình của anh Bình, chị Ánh. Và quý vị ơi, chúng ta hãy cứ mạnh dạn đăng ký những ca khúc mà mình yêu thích nhất, và anh em ban nhạc Thiên Phú sẽ hỗ trợ hết sức nhiệt tình vào buổi tối đêm nay. Và xin gửi đến tất cả quý vị ca khúc Một Đêm Say. Gần hôn anh đi khi con tim không còn trên đầu, khi hai má em hay hay em nói em say tim ngàn, vậy lại gần hôn anh đi, lại gần hôn tay anh về đến em mà trời, lại gần hôn tay hay anh để em chơi bơi. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho tiếng hát của Thiên Kim nào quý vị, với ca khúc Một Đêm Say rất là sôi động cũng rất là tuyệt vời, và chắc chắn rồi với tình cảm quý mến của tất cả quý vị mang đến cho gia đình anh chị Bình Ánh.